thiết bị này có thể nghe từ xa được và quay video được từ xa, điều khiển qua cái điện thoại thông thường. Ta cùng mở hộp nhé. Bên trong là gồm có này, giấy hướng dẫn từ nhà sản xuất này. Thiết bị chính này, sạc này, dây USB, khi mình cắm vào vi tính cũng được, mà mình cắm để cắm sạc cũng được. Đầu tiên là cắm thẻ nhớ, thẻ nhớ đây nhé. Thì thẻ nhớ thì mình nhớ nhé, úp nó xuống như thế này, mặt trên nó là cái mặt đồng này, úp nó xuống như này, có biểu tượng như này, thiết bị có biểu tượng này, mình úp để như thế này. Đây là đây, nỗ cắm thẻ nhớ, và đây là nỗ cắm tim, đây là nỗ cắm sạc của cái dây sạc này. Nhìn bên trong, nhìn thì mình nhìn nghiêng lên, nhìn cái khe của nó này, rút vào chính xác, không được rút lệch. Ấn sâu vào, nếu không tay ấn sâu vào, nó cạch một cái là ok. Chúng ta sờ này, về mặt bằng thẳng này là được này, nó mà nảy ra đến đây nhé, là không được nhé. Không nghĩa là mình cắm lỏng tay quá, chưa được. Cắm thẻ nhớ đã xong, bước thứ hai cắm sim. Sim thì có góc vác của nó này,